Vu oan hàng xóm. Cháu chào ông ạ. Đạp xe từ từ thôi, kẻo ngã. Vâng ạ. Chào ông, hôm nay mang đồ nghề ra sớm vậy? À vâng, già rồi có ngủ được đâu ạ. Biếu ông nè, bà không có nhà, chắc ông chợ búa không được chu đáo đâu nhỉ. Vâng, có mình tôi ở nhà nên chuyện ăn uống qua quýt lắm, không được chu đáo. Chết, ông phải chú ý chứ, mình giờ mà ốm thì khổ lắm. Trước là khổ mình, sau còn khổ đến các con các cháu. Vâng, cảm ơn bà nhiều. Lại giả vờ là người tử tế cho thiên hạ nó nể đấy. Ông Tào đây hả? Rảnh sang đây làm ván cờ cho vui. Thầy không sang uống trà đàm đạo với các ông cho đỡ buồn à? Tôi sao phải sang nhà ông ta chơi? Không bao giờ tôi giao du với ông ta nữa nha. Ông vẫn còn chấp chuyện cũ hả? Phải đây, quên làm sao chuyện ông ta lấn chiếm đất nhà mình. Chính quyền địa phương đã đến xác định rõ ranh giới đất đai và đo lại diện tích đất sử dụng rồi mà. Nhà ông Nhân có sai đâu, ông rõ thật là. Chẳng qua ông ta có người nhà làm ở xã, muốn nói gì mà không được. Nhưng diện tích đất nhà ta vẫn khớp so với sổ đỏ cơ mà. Sao bà dốt thế nhỉ? Có được chỗ đất ấy, sau này thằng cá nó xây nhà, có phải rộng ra được một chút không? Ông thật là ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Huống hồ chỗ đất ấy chẳng phải của nhà mình, không nên tham. Nói chuyện với bà tức anh ách. Đã không biết đằng nào lại còn. Đó mà, xem mày chạy đằng nào. Dạ, ông tha cho cháu, cháu túng quá nên làm liều ạ. Đây là lần đầu cháu đi ăn trộm mà. Trời, đứa nào ăn trộm mà bị bắt chả nhận mình lần đầu. Mày là thần lân sớm trúc, tao còn la gì nữa. Dạ, xin ông tha cho cháu. Mày muốn tha hả? Dạ, cháu xin ông. Vậy mày phải làm như tao dặn nè. Dạ, thế ông bảo cháu phải làm gì ạ? Vâng, vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ làm ạ. Các anh bắt nhầm người rồi, ông Nhân không phải là người như vậy. Chúng tôi nhận được tin báo, ông Nhân chứa chấp đồ ăn cắp. Thực hư chuyện này thế nào, chúng tôi cần đưa ông về trụ sở xã để làm việc và xác minh rõ ràng. Mong bà con bình tĩnh. Cứ ra cái vẻ đạo đức thanh cao đi, giờ thì mất mặt nhé. Chào mọi người. Ông về rồi đấy à? Chúng tôi sốt ruột quá, ra đây ngóng từ sớm. Cảm ơn bà con đã quan tâm, tôi không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Quái lạ, sao ông ta lại được thả về sớm nhỉ? Tội trộm cắp đồ quý cũng phải đi tù chứ. Thưa bà con, chúng cháu đã điều tra ra kẻ ăn trộm và vứt vào nhà ông Nhân với dụng ý xấu. Tên trộm còn khai ra cả người chủ mưu. Kìa, anh công an, tôi đã nói là không muốn biết người đó là ai rồi mà. Chắc chỉ là hiểu lầm. Thôi, mà tôi đã về rồi, không sao đâu. Sao lại thế được? Phải làm rõ ra chứ ạ. Đúng vậy, ai lại độc ác, lại đi vu vạ cho người khác như thế? Thật là chẳng ra cái giống người nữa. Bà con tin biết cũng để làm gì chứ. Cuộc sống có những chuyện không cần biết và có những thứ cần phải quên đi mọi người ạ. Tặng gai cho người,
tay ta có khi chảy máu, tặng hoa hồng cho người, tay lưu mãi hương thơm. Đúng là tâm Phật, lòng rộng mênh mông. Vâng, ông nói chí phải, tặng hoa cho người, tay lưu mãi hương thơm. Vượt ngục. Hôm nay để tôi trực trước cho nhé, mai là sinh nhật con gái, anh đổi ca cho tôi. Vậy có được không? Anh vừa trực hôm qua mà, chẳng được nghỉ ngơi gì lại trực tiếp nữa. Không sao đâu, tôi ổn mà, không nhớ tôi là thần kinh thép à. Vậy anh cố gắng nhé. Thả chúng tôi ra. Mấy cậu nên trật tự thì hơn, đừng gào thét. Hãy giữ sức để còn cải tạo tốt nữa, rồi sớm về với gia đình. Đừng có làm bộ đạo đức ở đây, nghe cứ như là thẩm phán tối cao ấy nhỉ, làm phách. Cứ để lão ra oai, già thế kia rồi mà vẫn chôn chân ở đây, chắc cũng thuộc dạng bét rồi. Tôi đáng tuổi cha chú các cậu đó, đừng hỗn xược. Cứ thái độ đó lúc vào phiên tòa xét xử sẽ không có lợi đâu. Không phải dọa, bọn này đã vào đến đây thì chả sợ cái gì hết. Phải đó, hãy nghe anh ta đi, tôi chỉ muốn tốt cho các cậu thôi. Hãy nghĩ tới những người ở bên ngoài sông sắt, không phải tôi, là ba, là mẹ, là vợ con các cậu. Đừng sống thế này nữa. Tôi không để ông tự đắc dễ thế đâu. Thả ra. Mấy tên này có vẻ khó khăn đây, không biết Billy có chịu nổi không. Trông hiền lành vậy thôi, nhưng Billy sở hữu cái đầu lạnh nhất nhà tù tiểu bang đó. Nhớ theo dõi phòng này cẩn thận nhé. Rõ thưa sếp. Vứt hết đi, bọn này mà phải ăn cái thứ cơm không dành cho người à. Nhiệm vụ của tôi là để ở đây, các cậu ăn hay không là tùy. Đừng quên, phải giữ sức còn ra ngoài cải tạo. Lão già này, nhìn lại bọn này đi. Chỉ trong ngày mai thôi là bọn này sẽ ra ngoài. Còn lão, lão mãi mãi chui rút như một con chuột cống già trong cái xó nhà tù này thôi. Chúc mừng nhé quả ngục, đêm nay có việc để làm rồi. Chúng mày vừa phải thôi, đừng quá trớn. Biết bọn này là bọn nào không mà lên mặt hả? Mai nhé, đợi đại ca một sừng vào đây thì các người có mà lép kẹp như một con rệp. Cái nhà tù này hay ghê, cai ngục còn bày đặt làm nghệ thuật. Lão có con gái hả? Không phải việc của cậu, đừng quan tâm. Trong tù ngục, đeo dùi cui còng số 8 mà ngồi làm nhà búp bê, nghe chừng không hợp chúng mày nhỉ? Đúng đó, hay là lão đã có tâm hồn thơ mộng thế thì làm nhân đạo luôn đi. Thả bọn này ra, mai bọn này đỡ phải gọi đại ca vào đón. Hợp lý đây, bọn này sẽ không bạc với ông đâu, đảm bảo cầm tiền mua được nhà với xe hơi luôn đó. Đây là quà cho con gái, còn công việc là công việc. 30 năm trong ngành, tôi muốn giúp đỡ mọi người ổn định tinh thần trước con đường cải tạo rất dài trong này. Nhiễu sự, nhà tù chứ có phải văn phòng tư vấn đâu mà lão ra vẻ. Tìm tôi. Sao vậy? Mở khóa, ném chìa khóa qua đây, tôi sẽ giúp anh. Đừng có đóng anh hùng ở đây. Hắn đang phải trả giá cho những tháng ngày đàn áp người khác đó. Không hay rồi, tập hợp tại phòng giam số 1. Billy, anh có nghe thấy không? Gọi đội hỗ trợ, bao vây phòng giam số 1, chặn tất cả các cửa lại. Đại ca, cứu em, lúc nãy chúng em sai rồi, đại ca ơi. Dừng tay lại, bỏ cậu ấy xuống, đứng lên, cho tay ra sao gái, nếu không chúng tôi sẽ bắn. Đáng đời, thích thể hiện à, tôi chỉ... Không nói nhiều, đi. Tôi ổn, anh ấy đã cố cứu tôi, để anh ta lại đi. Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Tù nhân ném vỡ camera để báo hiệu mà cũng không có ai trực máy. Chúng tôi lơ là theo dõi camera nên không phát hiện kịp thời. Xin chịu kỷ luật ạ. Cảm ơn anh. Anh là một người tốt. Anh là một quản giáo rất đặc biệt. Hẹn gặp lại. Người mẹ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị đã có thai. Tôi có thai ư? Nhưng tôi cũng phải chia sẻ thật với chị, với tình hình sức khỏe của chị thì việc có thai là rất nguy hiểm. Ôi, con tôi!
Chị không những bị bệnh giòn xương, mà nhóm máu của chị thuộc nhóm máu hiếm. Không có nhiều người có cùng nhóm máu với chị. Nếu gặp trường hợp cần máu gấp, sẽ rất khó xoay sở. Chẳng lẽ tôi phải bỏ con của mình ư? Không ai muốn chuyện đó xảy ra cả. Nhưng trong trường hợp của chị phải thật sự cân nhắc. Vì tôi không dám chắc chị có thể vượt qua quãng thời gian mang thai. Có thể con của chị cũng sẽ mắc bệnh giòn xương di truyền từ chị. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Tôi hiểu bác sĩ lo lắng cho sức khỏe và tính mạng của tôi, cũng như tương lai của em bé. Nếu em bé được sinh ra, tôi sẽ cân nhắc về việc này. Chẳng lẽ mình phải bỏ con ư? Không, mình không thể bỏ con được. Con của mình đáng yêu thế này cơ mà. Anh à, em có chuyện gì thế em? Em có thai. Sao cơ? Em có thai à? Trời ơi, chúng mình có con ư? Nhưng không được. Em không thể nào. Còn sức khỏe của em nữa. Anh rất muốn có con, đúng không? Chúng mình khi lấy nhau đã thống nhất là không sinh con rồi mà. Nhưng em muốn có con. Em sẽ sinh cho anh đứa con ngoan ngoãn và xinh đẹp. Trời ơi, em không những bị bệnh giòn xương mà còn bị dị dạng cột sống và thêm nhiều bệnh hiểm nghèo khác. Làm sao em có thể vượt qua khó khăn 9 tháng 10 ngày mang thai? Em làm được. Em làm được mà. Vì sao em biết mình có thể làm được công việc khó khăn này? Ngay cả những phụ nữ khỏe mạnh còn thấy rất vất vả kìa. Vì em là một người mẹ. Một người mẹ có thể làm được tất cả cho con của mình. Trời ơi, em ngang bướng quá. Hơn nữa, bệnh của em có thể di truyền đấy, em biết không? Em nhưng em không thể bỏ con được. Mình biết anh ấy rất mong muốn có con, nhưng anh ấy lo lắng cho mình nên mới thế. Mình phải làm sao đây? 3 tháng sau, chúng tôi đã làm các xét nghiệm sàng lọc trước sinh. Vui mừng thông báo cho chị là khả năng cháu bé di truyền từ bệnh giòn xương của chị là rất thấp. Ôi, vậy ư? Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh thấy chưa? Con chúng ta sẽ không sao. Em biết mà. Con chúng ta sẽ không sao. Tôi thật sự rất lo lắng. Cháu bé lớn lên, áp lực xương của chị sẽ rất lớn. Có thể tính mạng của chị phải cân nhắc cho thật kỹ. Em à, bác sĩ nói đúng đấy. Em bị bệnh xương thủy tinh, em nhớ không? Khi mang thai sẽ cần một lượng canxi rất lớn để nuôi con. Mà xương của em như thế, em hãy suy nghĩ lại. Hãy tin em sẽ vượt qua được. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì, anh hãy chú ý đến sức khỏe của chị ấy. 9 tháng mang thai đối với chị ấy sẽ không dễ dàng đâu. Có vấn đề gì thì hãy đến viện ngay lập tức. Dạ vâng. Anh cứ để chị nhà ở đây để chúng tôi khám. Anh ra ngoài đi. Xin bác sĩ hãy cứu lấy cô ấy. Được rồi, anh ra ngoài đi. Vợ anh đã qua cơn nguy kịch. Nhưng toàn bộ cột sống của chị ấy đã bị dị dạng. Cần cho vợ anh nhập viện ngay lập tức, đề phòng nguy hiểm tính mạng. Vâng vâng. Cháu đồng ý ạ. Anh ơi, thôi em không ăn nữa. Em đau lắm. Sao cơ? Đến nuốt cháo cũng đau à? Vâng. Khổ cho em quá. Liệu em có cố được không? Em cố được. Nhất định em vượt qua được. Đừng bỏ con nhé anh. Ôi, em đau quá. Bác sĩ ơi, cứu vợ cháu với. Xin ông trời giúp đỡ cho cô ấy. Xin phù hộ cho con của con. Ôi, bác sĩ ơi, tình trạng vợ tôi thế nào rồi ạ? Ca mổ thành công, mẹ tròn con vuông rồi. Chúc mừng gia đình anh. Chị ấy quả là một người mẹ vĩ đại. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Anh không cần phải cảm ơn tôi.
hãy cảm ơn chị ấy. Chị ấy đã bất chấp tính mạng của mình để sinh con. Giờ anh đã được làm bố, hãy nhanh chóng vào phòng phẫu thuật với chị ấy đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.